Xin kính chào các bạn và các vị, ở đây mình đang có máy tính bảng của Asus. Vâng, mọi người suốt ngày comment là tại sao anh không làm máy tính bảng đi, thì làm quái gì có máy nào mà làm. Và đây là chiếc máy tính bảng gần như đầu tiên trong năm 2015 chính thức xuất hiện trên kênh của mình. Tất nhiên ngoài mấy máy lần trước ở sự kiện ra. Đây là dòng Asus ZenPad mình đã trên tay vào cái buổi ra mắt ở bên Đài Loan. Và nó chính thức có mặt tại Việt Nam phiên bản thấp nhất là ZenPad C bản 7 inch. Chiếc máy này thì có mức giá hơn 3 triệu đồng một chút. Tính nghĩa các bạn thể lựa chọn một là smartphone, hai là mua máy tính bảng. Tuy nhiên điểm thú vị ở cái chiếc Asus ZenPad C, nó có hỗ trợ 2 SIM micro và chúng ta sẽ có một khay cắm thẻ nhớ ngoài ở ngay bên hông trái. Tất nhiên các bạn thể dụng nó hoàn toàn thay thế bằng smartphone bình thường. Mặt trước mọi người sẽ có loa thoại nằm ở bên trên. Như vậy chúng ta thể nghe gọi nhắn tin trên chiếc máy này không gặp bất kỳ một cái vấn đề gì. Chúng ta sẽ có camera tự sướng, bên dưới là logo của Asus, màn hình của nó là kích thước 7 inch, độ phân giải là 600x1024. Tất nhiên ở phân khúc này chúng ta không có màn hình HD vì Asus đã hy sinh giảm màn hình xuống để thay thế cho nhiều cái khác. Thì để xem nó còn những gì nào. Đây là một vi xử lý Intel 64-bit 4x. Đó chính là cái điều mà tại sao Asus đã giảm màn hình xuống để có một cấu hình tốt. Vi xử lý 64-bit 4x này của chúng ta thì có một điểm lạ là thay vì sử dụng GPU PowerVR, nó lại sử dụng GPU Mali 450 MP4. GPU này sẽ tương thích game khá tốt và khi mà mình chấm AnTuTu, bất ngờ vãi, đó là cái điểm đồ họa 3D có được trên cái con này lên đến được hơn 7.000 điểm. Thế nghĩa là nằm một trong số những cái chiếc smartphone tầm trung trên thị trường chạy chip Qualcomm với 410 chẳng hạn. Thì cái con máy này như vậy là có khả năng đồ họa, mình nghĩ là sẽ chơi được tốt các game trên thị trường. Tuy nhiên, hơi tiếc là chiếc máy này chỉ có 1GB RAM và 8GB bộ nhớ trong. Ở bên trong thì chiếc Asus ZenPad đã cài sẵn Android 5.0.2. Với giao diện này thì tương tự như trên chiếc Asus Zenfone 2 hay các bạn đang dùng Asus Zenfone đời đầu đã được nâng cấp lên. Kéo thanh báo động thái xuống, chúng ta sẽ có khu vực phím tắt, nó ít hơn so với Zenfone 2 mình đang dùng. Có thể chỉnh được như là các chế độ hiển thị màn hình này. Đặc biệt với cái chế độ Span Lit ở trên này, chúng ta có lọc đèn xanh cho phép bảo vệ mắt vào ban đêm nếu mà muốn lướt web, xem phim nó sẽ không bị mỏi mắt và ít ảnh hưởng hơn. Chúng ta sẽ có giao diện các biểu tượng được sắp đầy ra. Người dùng có thể lựa chọn chạm nhẹ lên màn hình home screen, thay đổi được phông chữ này, hiệu ứng cuộn, thay đổi icon, thay theme trên toàn hệ thống. Rất nhiều thứ có thể làm được. Trong phần setting thì đối với một chiếc máy tính bảng màn hình lớn, Asus sẽ chia setting ra phần hai lựa chọn, như thế chúng ta không cần phải vuốt quá nhiều, hiển thị đầy đủ thông tin hơn. Về chiếc Asus ZenPad C7.0 thì có rất nhiều phiên bản và bản ở Việt Nam chúng ta các bạn lưu ý là camera sau của nó là 2 megapixel, camera trước là 0.3 megapixel chứ không phải là cái phiên bản 5 và 2 megapixel đâu. Đấy là một bản khác, biến thể khác được bán ở nước ngoài. Về chiếc máy tính bảng này của mình thì như vậy là hỗ trợ 2 SIM, có điện thoại trong này. Các bạn lắp SIM nghe gọi nhắn tin hoàn toàn bình thường. Thực chất là người dùng cũng đã khá là quen với những mẫu này rồi, vì trước đây Asus đã bán PhonePad với kích thước 7 inch với khả năng nghe gọi nhắn tin. Điểm đặc biệt nữa là nó có hỗ trợ chúng ta công nghệ âm thanh DTS HD. Công nghệ âm thanh này đem lại trải nghiệm khi xem phim, chơi game là khá tốt. Ngoài ra thì chiếc máy tính bảng này sử dụng cái màn hình tấm nền IPS đem lại góc nhìn tốt. Đấy. Ngay cả mèo nó tưởng đây là màn hình thật đấy chứ. Và với cái chiếc máy này của mình thì ở mặt lưng là một điểm thiết kế khá là hay của Asus. Được thiết kế dạng vân giả da và các đường kẻ chỉ nổi lên. Nó không bám mồ hôi, không dấu vân tay và tránh bám bẩn. Đây là bản màu đen, nó còn có bản màu trắng nữa cơ. Bên dưới ghi mã sản phẩm và logo của Intel. Đây là camera chính của máy. Bên dưới là cổng sạc micro USB. Bên trên có jack cắm tai nghe 3.5mm. Phía bên cạnh phải là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Trong khi đấy cạnh trái sẽ không có cái gì. Đường viền xung quanh của máy ở mặt trước sẽ được làm giả kim loại với nhựa bóng, nhìn giống như mấy cái chiếc smartphone của Samsung ấy, rất là hiện đại. Và như vậy mình hoàn thành xong cái video chia sẻ nhanh cho các bạn. Và quên, còn một cái hộp nữa. Trong hộp của chiếc Asus ZenPad C thì chỉ có hai thứ phụ kiện, đó là cáp và cục sạc mà thôi, chứ còn không có tai nghe. Và mình hoàn thành xong video chia sẻ về chiếc Asus ZenPad C7.0. Đây là chiếc máy tính bảng ZenPad đầu tiên về Việt Nam trong năm nay. Asus có nói rằng sẽ đưa về cái phiên bản 8 inch và các phiên bản cao cấp hơn 10 inch, đặc biệt là Asus ZenPad S còn đấy mới khủng cơ. Các bạn có thể biết, đừng quên like, share với bạn bè và muốn làm gì với con này mời comment bên dưới để mình còn thực hiện. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.